Với vẻ ngoài đầy phong cách và màn trình diễn cuốn hút cùng với những giai điệu dễ nhớ, các nhóm nhạc nam Hàn Quốc đang nổi khắp châu Á. Tuy nhiên thì không chỉ có phái yếu mới thần tượng họ mà họ còn là hình mẫu phấn đấu của nhiều chàng trai trẻ. Và chính sự quyến rũ của các ngôi sao nam K-pop đã giúp cho ngành sản xuất mỹ phẩm dành cho phái mạnh của Hàn Quốc ăn nên làm ra. Trung bình mỗi năm, đàn ông xứ Kim Chi bỏ ra tới 900 triệu đô la Mỹ cho các sản phẩm làm đẹp, gấp 5 lần so với nhu cầu của nam giới trên toàn thế giới. Những con số đáng kinh ngạc này khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về quan điểm Hàn Quốc là một xã hội bảo thủ. Tuy nhiên, ở xứ sở Kim Chi, người ta cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Bởi vậy, một bộ phận mày râu ở đây cho rằng việc sử dụng mỹ phẩm giúp họ tạo ấn tượng tốt đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng hay thu hút người khác giới. Những người bạn khác của tôi sử dụng từ 4 đến 5 sản phẩm và người khác cũng sử dụng kẻ mắt và mascara. Tôi nghĩ sự quan tâm và thích dùng mỹ phẩm của đàn ông đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, sự quan tâm đó vẫn chưa khiến Amore Pacific, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, hài lòng. Thị trường nội địa tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm. Chúng tôi hy vọng thị trường mỹ phẩm dành cho phái mạnh ở châu Á cũng sẽ tăng giống như ở thị trường trong nước. Các thương hiệu mỹ phẩm nam giới nổi tiếng của xứ Kim Chi rất biết cách đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Họ sử dụng hình ảnh long lanh của các ban nhạc K-pop nam nổi tiếng để lôi cuốn khách hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, nam khách hàng nước ngoài, đặc biệt là người châu Á thích mỹ phẩm Hàn Quốc vì họ cho rằng nó phù hợp với làn da và khí hậu ở nước họ. So với mỹ phẩm xuất xứ từ châu Á, các sản phẩm phương Tây thường tạo cảm giác da dày lên khi sử dụng. Vì thế tôi thích các thương hiệu của Hàn Quốc. Thị trường mỹ phẩm nước này thu về khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có khoảng 775 triệu đô la Mỹ do xuất khẩu đem lại.